Và như đã thông tin với quý vị từ trước đó, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Anh Toàn để hiểu rõ hơn về căn bệnh viêm bàng quang. Lời đầu tiên rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Chào Thuyết Oanh, chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ hãy giải thích cho Thuyết Oanh cũng như quý vị khán giả hiểu viêm bàng quang là căn bệnh gì và nó nguy hiểm như thế nào ạ? Viêm bàng quang là một cái tình trạng viêm xảy ra trên cái niêm mạc của bàng quang. Dạ. Mà cái bàng quang á, là cơ quan để chứa đựng nước tiểu. Sau khi thận mà nó bài tiết nước tiểu xuống cái ống niệu quản đổ xuống bàng quang á, thì cái bàng quang hay còn gọi là bọng đái nó chứa đựng cái nước tiểu. Đến cái dung tích sinh lý nó khoảng chừng 300-350 ml, cũng tùy tuổi và tùy theo giới thì trung bình là như vậy thôi. Ở trẻ em thì cái thể tích nước tiểu sinh lý nó nhỏ hơn. Dạ. Khoảng chừng 100-150 ml. Nhưng mà đến cái dung tích sinh lý đó rồi thì mới có tống thoát nước tiểu ra ngoài. Dạ. Thì khi cái tình trạng mà nhiễm trùng á, viêm á, nó xảy ra ở cái niêm mạc bàng quang, nó gây ra những triệu chứng khó chịu cho người bệnh, thì lúc đó gọi là hiện tượng là viêm bàng quang. Có thể là cấp hoặc là mãn tính. Triệu chứng có thể là âm ỉ, kín đáo, hoặc là những cái triệu chứng rầm rộ như là tiểu máu rất là khó chịu. Dạ. Vậy thì thưa bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là gì ạ? Về cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng viêm bàng quang, nó có thể có những cái nhóm nguyên nhân mà do vi trùng hoặc là không do vi trùng. Dạ. Vi trùng là những trường hợp là giống như viêm bàng quang mà cấp tính mà gây ra cái triệu chứng tiểu buốt, tiểu máu, đau vùng hạ vị đó. Dạ. Còn những trường hợp mà viêm mà không do vi trùng, ví dụ như xảy ra sau khi mà xạ trị những cái bệnh lý ung thư vùng chậu. Dạ. Một số phụ nữ mà được cái xạ trị ung thư cổ tử cung chẳng hạn. Dạ. Thì sau đó vài tháng, vài năm có thể có hiện tượng viêm mà không do vi trùng. Dạ. Đấy. Có những người nó có những cái yếu tố thuận lợi, ví dụ như là có sức dạ suy giảm miễn dịch, lớn tuổi rồi, đái tháo đường, hoặc là một số đối tượng là được can thiệp đưa dụng cụ vào trong cái đường tiết niệu. Dạ. Hoặc là những trường hợp mà ví dụ như ở phụ nữ ở giới tuổi mà ở giới mà giới nữ đó, thì cái tình trạng mà nhiễm khuẩn nó dễ xảy ra hơn nữa. Dạ. Là vì những cái đặc điểm về mặt giải phẫu học. Ừ. Như cái bình thường người đàn ông thì khi mà cái nước tiểu từ bọng đái nó tống thoát ra ngoài, nó đi theo đường niệu đạo á. Dạ. Thường á, niệu đạo của nam nó dài hơn. Ừ. Còn người phụ nữ á, thì nó đặc thù của cái giải phẫu của người phụ nữ á, thì cái niệu đạo rất là ngắn, khoảng 3-5 cm thôi. Dạ. Và cái vùng đó đó nó lại có cái những cái cơ quan sinh dục, hậu môn rồi xung quanh. Nếu mà dù như mình chăm sóc vệ sinh không có tốt hoặc là cái giao hợp này nọ mà mình vệ sinh không có được đúng chuẩn mực thì nó dễ bị nhiễm khuẩn. Dạ. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, đối với căn bệnh viêm bàng quang này thì chúng ta có thể điều trị được nó như thế nào? Thật ra viêm bàng quang á là một cái bệnh lý rất là thường gặp, và điều trị á thì cũng không quá khó. Nếu mà những trường hợp mà viêm bàng quang mà nhẹ, thậm chí là gì mới xảy ra lần đầu, triệu chứng không rầm rộ ở một người phụ nữ trẻ, dạ, đôi khi không cần điều trị cũng có thể hết. Nhưng mà những trường hợp mà nó có triệu chứng rầm rộ, ví dụ như tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu máu, đau cái vùng hạ vị rất là dữ, dạ, thì cái việc mà đi khám điều trị ở bác sĩ chuyên khoa là cần thiết. Và cái việc điều trị thì bác sĩ sẽ tập trung vào để điều trị cho nó hết cái tình trạng nhiễm khuẩn ở trong bàng quang, bằng cách là bác sĩ thăm khám trước rồi đi lấy cái nước tiểu để làm cái xét nghiệm để coi cái tình trạng nhiễm khuẩn này nó có nặng hay không. Dạ. Thậm chí những trường hợp mà bị nhiễm khuẩn này mà tái đi tái lại nhiều lần thì bác sĩ sẽ lấy cái mẫu nước tiểu đó để đi làm những xét nghiệm cao cấp hơn, như là cấy nước tiểu để mình tìm con vi trùng gì. Dạ. Và mình coi thử là vi trùng đó nó nhạy với kháng sinh nào để lựa chọn kháng sinh phù hợp. Dạ. Nhưng mà thật ra thì với cái điều trị bằng thuốc chủ yếu là kháng sinh, nếu mà cái loại kháng sinh mà nó phù hợp thì cái việc điều trị viêm bàng quang bình thường chỉ cần tốn khoảng 3-5 ngày là hết rồi. Song song đó thì cần phải uống nhiều nước vào và mình chăm sóc vệ sinh cái vùng cơ quan sinh dục của mình thật là tốt. Ngoài ra, để mà tránh cái tình trạng mà tái phát như thế này á, thì mình cần phải điều trị những bệnh lý nền. Ví dụ như một cái cơ thể bệnh đó là nó có cái dị tật bẩm sinh ở đường tiết niệu thì cần phải điều trị nó để sau này nó khỏi tái nhiễm lại. Dạ. Hoặc là những bệnh nhân mà nó có sức khỏe đề kháng kém hoặc đái tháo đường mà kiểm soát không tốt thì buộc phải kiểm soát cái bệnh nền thì mình tránh cái tái phát về sau. Dạ. Thưa bác sĩ, đối với căn bệnh này thì các anh được biết là nó có khả năng lây nhiễm. Vậy thì không biết con đường lây nhiễm của căn bệnh viêm bàng quang là gì ạ? Về cái con đường mà nó gây ra viêm bàng quang ấy thì đa phần nó là nhiễm khuẩn mà từ ngược dòng từ ngoài vào. Đó, thì thường là những vi trùng mà ở vùng xung quanh cái
vùng hậu môn, cơ quan sinh dục, nó có thể đi ngược vào trong cái đường tiết niệu. Nhưng mà bình thường thì cái vùng ở ngoài nó luôn luôn có hiện diện vi trùng. Nhưng mà nếu mà vi trùng đi vào thì thường thường nó sẽ có nước tiểu á, mình uống nước nhiều á thì sau khoảng 3-4 tiếng mình đi tiểu mình đẩy vi trùng nó ra hết trơn. Trừ trường hợp mình uống ít nước quá hoặc là mình nín tiểu trong một thời gian quá dài, vi trùng nó mới xâm nhập vào trong cơ thể mình. Nhưng mà nếu với một người mà có sức khỏe tốt, sức đề kháng tốt thì cái vi trùng đó nó cũng không dễ gì mà nó gây nhiễm, gây viêm. Mà nếu mà những cái cơ thể mà dụ như đái tháo đường hoặc là phụ nữ mãn kinh đấy, hoặc là những người mà suy giảm miễn dịch thì lúc đó cái cơ thể mình nó yếu, nó mới xâm nhập vô trong cái tế bào niêm mạc của bàng quang, nó gây viêm. Như tóm lại là gì, đó là thứ nhất là vi trùng từ ngoài vào, thứ hai đó là sức đề kháng của mình yếu. Đó, thì lúc đó là những yếu tố mà nó làm cho tình trạng nhiễm khuẩn viêm bàng quang nó gây ra. Thay mặt cho chương trình thì Tiếp Anh rất cảm ơn những chia sẻ cực kỳ hữu ích vừa rồi của bác sĩ đối với chủ đề của chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn Tiếp Anh, cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Anh Toàn thì chúng ta đã tìm thêm được một lý do nữa cho việc uống nước đầy đủ rồi, đúng không quý vị? Đó là một cách rất tuyệt vời để có thể đảm bảo sức khỏe. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết thêm được một chia sẻ nữa, đó là đó cũng là cách để chúng ta có thể phòng tránh được căn bệnh viêm bàng quang. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.